thưa quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với thông mục cà phê hotline thưa quý vị từ tỉnh Vĩnh Phúc thì ban biên tập kênh VTC 9 nhận được phản ánh của người dân huyện Tam Đảo thông tin là những ngày này trên những cái tuyến đường di chuyển đến thị trấn Tam Đảo có rất là nhiều điểm sạt lở tiềm ẩn nguy hiểm cho những người tham gia giao thông theo người dân đất đá tại điểm sạt lở sạt xuống lòng đường nhiều viên đá lớn đã văng cả ra đường có đến gần chục điểm sạt lở khiến người dân lưu thông qua đây rất lo lắng tại các điểm sạt lở trên quốc lộ 2B, đường lên thị trấn Tam Đảo. Cơ quan chức năng cũng không đặt các điểm cảnh báo giúp người dân nhận biết khi tham gia giao thông. Người dân huyện Tam Đảo cũng cảnh báo các phương tiện cần chú ý khi tham gia giao thông tại đoạn đường này.